trở lại với TV. Lâu lắm rồi anh em mình mới trở lại với cái nóc nhà huyền thoại mọi người ạ. Hôm nay anh em mình lại thèm lẩu, nhưng mà lại phải làm một cái nồi lẩu nó thật là đặc biệt mọi người ạ. Đây, mọi người biết đây là gì không? Đây là trái tiết mọi người ạ. Máu. Tiết. Máu tươi. Tiết đây. Đây là tiết canh lợn nhé mọi người. Không phải tiết canh mà đây là tiết lợn. Sau khi ở chợ người ta hãm, sau khi người ta thịt con lợn này hãm lại á, thì nó vẫn là còn ở dạng chất lỏng nhá. Hôm nay anh em mình sẽ ăn lẩu máu nhé mọi người nhá. Thử xem là nó sẽ như thế nào. Ăn món này để cho năm nay thật là đỏ mọi người. Đúng rồi. Tại vì cái tiết này khi mà đun lên ấy, nó sẽ đông đặc. Thế nên là mình đã chuẩn bị sẵn một chai nước. Nếu mà nó đông đặc quá thì mình sẽ hòa thêm nước. Sao nó lỏng như kiểu là tiết non ấy nhỉ? Mình cũng chưa biết được, tại vì đã thử bao giờ đâu. Thế nên là hôm nay sẽ quyết định thử lẩu máu nha mọi người nhá. Úi giò. Ui nó sắp đông rồi anh ơi. Ui đổ vào nó muốn đông luôn nhỉ. Không biết là đun lên nó có đông không ấy. Giờ từ đừng thế để là tiết kiệm chai đấy, xem nào. Chỗ này đun lên nó như thế nào. Anh cho thêm nước vào luôn đi. Không, đừng, phải đã ăn lẩu máu cho nó máu hẳn. Xem nào, cái lẩu này chắc chắn là nó sẽ ngọt cho mọi người ạ. Không cần cho gia vị, tại vì khi người ta đánh tiết canh là đã có muối rồi. Hôm nay lẩu của anh em mình gồm có rất là nhiều thứ ngon nhé mọi người nhá. Đầu tiên lại là phải kể đến con đặc sản Hải Dương. Đặc sản Tứ Kỳ Hải Dương. Đây là con gì mọi người biết không? Con dươi. Con dươi. Con dươi tuy là nó đóng đá nhưng mà mình vẫn thấy nó khá là hấp dẫn mọi người ạ. Đây nhá. Cả mảng dươi đây nhá. Nguội lắm. Thấy chưa? Đó. Và cái thứ hai nữa là đây, mâm hũ quả của anh em mình. Mâm bổi của anh em mình gồm có này, long này. Long, đây là long đa điểu này. Đấy là phèo. Đây long đa điểu, long, con chim đa điểu là chim lớn nhất thế giới nha mọi người nha. Đấy. Long lợn mán này. Đấy. Long lợn là lợn là lợn bản. Lợn bản. Đây, lợn bản. Đây, long lợn bản. Gà chạy bộ. Đấy. Rồi. Rồi này người ta làm sẵn. Thế nên là mình lấy một khúc về. Ui nó thâm tiết luôn này. Chạy ơi chạy tiết. Mùi khét quá. Khét. Đây là đến nơi này có gì không? Không có gì. Khét. Đổ nước vào. Không được. Khét quá. Tắt bếp đi, Như kiểu công khê. Tắt kia, rút kia. Không được mọi người ạ. Hỏng luôn rồi. Đây nha, sẽ cho mọi người xem thôi. Bây giờ sẽ đổ xuống đây để... Trời ơi, Tùng Khê. Để cho mọi người xem. Ui, anh cẩn thận anh rơi cả người nhé. Ui, nhuộm đỏ một vùng luôn. Không nấu được kiểu này mọi người ạ. Tại vì tiết nó cô này, nó cháy khét luôn. May là mình còn mình còn giữ lại một nửa chai tiết kia để tí nữa hòa về nước. Mình phải hòa thật loãng. Cháy khét luôn mọi người ạ. Mình nhớ rồi, mình nghĩ ra rồi. Tí nữa mình sẽ phải đun một nồi, đun nước tầm này sôi lên xong rồi đổ cái kia vào thì nó sẽ thành đấy nhá. Còn như thế này không ổn nhá mọi người nhá. Đây, cháy hết rồi. Bây giờ đi cọ nồi, không ăn được. Đợi mình một chút, mình sẽ đi cọ nồi để thử lại lần hai nhá mọi người nhá. Phí mất một chai tiết mọi người ạ. Tiếc ơi là tiếc. Đấy. Anh em mình thất bại ở cái cuộc đấy. Cái đấy là mình biết trước cái kết quả đấy rồi ấy, nhưng mà mình vẫn làm. Tại sao? Mình làm để cho mọi người xem là cái máu nó đun lên nó là không đun được vì nó sẽ đông đặc lại. Mà cái đấy nó đã loãng rồi nha mọi người nhá. Vì khi mà mọi người ăn tiết luộc với kia ở ngoài chợ ấy, thường là những cái chai tiết này người ta sẽ đổ thẳng vào những cái nồi nước sôi như thế này, nó sau rồi người ta sẽ vớt thành từng sấn, thành từng cục cái tiết đấy ấy. Tức là họ sẽ làm đông cái tiết này đi xong rồi đổ vào để nấu, làm gọi là tiết luộc. đũa đây. Đây em khoảng rồi. Sẽ cho gọi là đủ đến mức thôi nhá. Ôi, hâm luôn. Ôi. Anh ơi không quáng em nào. Không quáng là nó cháy ở dưới. Em hiểu không? Thì anh cho tất vào đi. Cho nó nguội. Không tất được đâu, tất là hết đi. Nó sẽ thành màu nâu luôn đấy mọi người nhá. Đây. Tiết màu đỏ nhưng mà khi vào đây nó sẽ thành màu nâu luôn. Mình chỉ sợ nó cháy thôi. Nó sẽ thành nồi canh lỏng ấy, như kiểu tức là sẽ không cho được nhiều đâu. Cho nữa đi anh ơi, cho nó nguội. Không. Mày không thấy đặc ở dưới rồi à? Cho trên này anh này. Ừ. Thơm rồi đấy mọi người ạ. Cái này nó chỉ được chừng đấy tiết thôi, không thể cho thêm nữa nha mọi người nhá. Nếu mà cho thêm nữa là nó sẽ cháy nồi. Cháy hỏng luôn. Cháy nồi. Đấy. Bây giờ nêm gia vị. Tại vì cho thêm nữa là cũng không thể ăn được nữa. Đây, chia bát luôn. Đấy. 1, 2 muối. À. Sẽ nhỏ lửa để xem là sau là nó có bị kia nữa không nhá, bị cô lại nữa không nhá. Bây giờ anh em mình sẽ thử đầu tiên đấy là với con dươi nhá mọi người nhá. Đây dươi chết rồi, không mang cái muôi vớt rồi. Không cần. Ừ, không cần đâu. Đây nhá, dươi sẽ cho vào với tiết nó sẽ như thế nào nhá. Đấy, cứ cho vào nấu. Cho vào nhiều nhá. Cho nhiều vào nấu xong vớt. Cái con này cũng làm ngọt nuôi lẩu mà. Ừ. Nên không sợ. Ừ, không sợ nó tan thì sẽ ngọt. Ừ. Dươi nào. Lần trước đi anh em mình không biết nấu cái nào ấy, ăn cảm giác bình thường. Hôm nay không biết nó có hợp với món này không nhé mọi người nhé. Xem nó có hợp với món kia. Chỉ sợ nó cháy nồi thôi. Ừ. Đấy. Con dươi dần dần nó xanh này. Nó xanh ra rồi này. Chín rươi ra rất là nhanh chín nhá. Nhưng mà mình không dám tăng speed to tại vì sợ nó cháy nổi. Cháy nổi là anh em mình hết cái chén rồi đấy. Ok. Rồi. Ui em rô có đại. Mời mọi người nhá. Bác hộ cái. Bác hộ em cái. Có làm thì mới có ăn. Nhưng mà cái này chắc không ăn được. Có làm thì mới có ăn. Chắc không cái. Hả? Mày biết không làm thì ăn gì không? Những thứ từ trên trời rơi xuống ấy thì chỉ có nước mưa và cứt chim đấy. Đây. Rô đây. Rồi, rô rết nữa. Rô mọi người nhá. Bây giờ bắt đầu chén nha mọi người nhá. Con dươi nó bắt đầu nổi hết lên rồi, chín rồi nhá mọi người nhá. Dươi nó rất nhanh chín. Nó nổi, nó phồng lên như kiểu đấy, đây này, thấy chưa? Ừ. Nhưng mà nó nhiều con vắt con sâu con đỉa ấy. Này, sánh lề luôn này mọi người. Sánh lề luôn. Ui anh vắt cái chanh vào đây chấm. Chanh đâu? Wow. Với tất cả mọi người nhá. Wow. Đây, con dươi nó màu lên màu như thế này nhá. Mình sẽ thử ăn không xem nào. Tanh ấy. Nè, em bị lại giống tanh nhiều cá nhỉ. Hay là do dươi để tủ lạnh nhỉ? Hoặc là hay là do nước tiết nhỉ? Hơi tanh một chút nhé mọi người nhé. Tình hình là dươi nó không hợp với tiết. Từ từ thì mình sẽ thử lại một miếng thật là cẩn thận xem là nó đúng như thế không đã. Rồi, rất nhiều dươi trong này nhá. Wow, tiết bắt đầu nó đông. Tiết bắt đầu cô lại mọi người ạ. Tiết bắt đầu nó cô lại nhá, tí nữa mình sẽ cho thêm tiết đây. Đó. Mình sẽ làm một miếng thật là tử tế. Xem là nó ăn tiết thì ngon. Đây nhá. Một miếng tử tế luôn nhá. Ngon không? Ngon. Ngon tanh thật. Tanh. Mình nghĩ là do dươi đấy. Dươi để tủ lạnh mà ăn lẩu nó tanh. Dươi này chắc là chỉ kho được thôi. Thôi vớt ra hết đi. Đấy. Tanh. Hơi tanh. Tanh ngọt. Bây giờ cắt lòng các bạn đi. Đấy. Cho lòng đá điểu à? Bây giờ mình sẽ cho một lòng đá điểu vào. Mình thích ăn một cái món lòng già này ngon. Ui da, chanh rơi. Lòng già, lòng già. Đấy. Đấy. Cắt thì em cắt. Lòng đà điểu nó to như thế này. Ui. Nào, từ từ nhá. Ui. Cắt đi, cắt đi. Wow. Cắt đi. Mày phải cầm. Dài lắm rồi nhỉ. Mày cắt ngu thế. Mày phải cầm bên dưới thì mày mới cắt được bên trên. Thằng ngu. Anh khô này cắt rồi em mất. Mày kéo. Tay sạch không đấy? Tay sạch. Đấy. Thấy chưa? Thấy cái độ ngu của mày chứ? Anh cắt dài thì ai ăn được. Cái lòng này nó dài. Lòng này nó dai lắm ấy, anh cắt nhỏ đi thôi. Đây. Nhỏ thế này làm gì nữa? Ôi à. Sao anh cắt chết đi nhỉ? Em cũng rằng mà. Thôi thôi, ông có rằng đâu. Ui, nắng đẹp thế. Chà đi à? Nó để nắng đẹp để phơi gà mà. Nắng đẹp để phơi gà. Rồi, đặt lên. Đấy, cho thêm cánh gà xúc xích cho vào. Mày thích ăn cái gì mày cho vào. Thôi món rươi là thôi hủy đấy. Món rươi rồi. Xúc xích nhỏ này vì cả cái. Đúng rồi. Cánh gà. Món rươi anh em mình hủy nhá. Cho em xin cái giấy anh ơi. Ừ? Cho em xin cái giấy. À. Ăn uống là một phần. Mình sẽ cho thêm thêm máu. Trước khi cho thêm máu thì mình sẽ cho thêm nước một chút đã. Đó. Tăng speed lên. Và thêm tí máu nhá. Máu nó sẽ cô lại luôn. Thế. Ý, ui, đỏ lòm luôn. Ý. Nhưng mà sau nó sẽ biến thành màu đen luôn mọi người. Lẩu máu. Trông nó màu nó không được đẹp lắm mọi người. Nó hơi kia một tí. Cái món lông mà lông đà điểu là mình chắc mình ưng một đời đấy. Cho lòng non chưa? Chưa. Lòng phèo đấy ăn nghe kiểu có con nào mà khú khú ấy, ăn là nó cũng khú khú đấy. Cả còn con nào mà không khú thì ăn nó béo béo. Không cú được cái gì? Cú được cái gì? Đầu tiên nó sủi lên này. Nó dây mang luôn mọi người ơi. À, sợ là nó cháy thôi. Nó như đấy. Kiểu gạch cua đồng anh nhỉ? Đấy. Như kiểu là gạch cua đồng ấy. Mọi người biết giống cái gì chưa? Đố mình biết giống cái nồi gì? Lẩu cua đồng. Không, sai. Nồi gì? Sapa. Thắng cố. Đấy, chuẩn luôn. Giống hết một nồi thắng cố nhé mọi người nhá. Đây là cũng giống như anh nhỉ? Đúng rồi, thì tại vì thằng cố nó có tiết mà. Đây, cho thêm ít lòng nữa này. Ui, em phải làm miếng lòng già này. Đấy. Giống một nồi thắng cố mọi người ạ. Món lòng già ngon chưa mọi người? Này, béo ngây luôn. Ui, tiết mắc tiết đấy. Này. Đây là món lòng đà điểu nhé mọi người nhá. Không phải lòng già. À, lòng già của đà điểu. Cực kỳ ngon. Ngon lắm. Béo. Đúng rồi. Nó có vị đặc trưng. Chuẩn luôn. Món này hợp nữa. Món này hợp với cái nước lẩu này này. Gọi là hợp với tiết. Còn dươi thì không hợp một tí nào nhé mọi người nhá. Dươi nó để tủ lạnh nó tanh mất rồi. Đây vẫn còn một số con này. Món này anh ạ. Mặc dù dươi nó ăn nó bùi nhưng mà nó đã dính kia rồi nó tanh. Đây. Đây này. Mày thấy lòng lợn bản chưa? Cắt thêm miếng. Lòng già ngon quá. Đấy. Ui dồi. Ôi dồi. Nào, đưa bát đây. Ui, thấy chưa? Cắt là miếng to này, ăn một hướng. Đấy, thấy chưa? Lòng lợn phải để cả thế này nó mới... Con cứt phèo non nè. À, có phèo nó phước ngon nhá, làm cắt nhỏ ra đâu. Đấy. Đấy. Wow, ngon đấy. Cái này phải vớt ra. Đây là cứt non của nó hay nào ấy. Mình thích ăn cái này cực mọi người ạ. Siêu ngon luôn nhá. Đó. Sẽ vớt ra luôn, không lòng nó chín quá là nó sẽ dai. Ngon. Trừ lòng giả. Đó. Đây đây. Giòn kinh. Thấy cái gì tỏi lên chưa mọi người? Đó, đó là cái cứt này. Nó gọi là thức ăn chưa tiêu hóa hết. Mời mọi người nhá. Béo á. Ngon đi. Siêu béo. Nó này hợp này. Chuẩn món lòng là hợp với cái này. Ăn với cả nội tạng thằng cố. Đúng rồi. Rất là ngon. Còn ăn với lại mắc hợp luôn. Đồ tanh không hợp nhá mọi người nhá. Dưa chẳng hạn. Mình nghĩ cá nó cũng không hợp đâu. Ngon ấy. Đúng rồi. Ngon ấy. Giờ anh em mình phát hiện ra một điều. Một món cực ngon. Đó, món thắng cố tự làm nhé mọi người nhá. Chỉ cần mua một ít tiết. Một ít thôi. Một ít tiết tươi này. Mua 2000 tiết này. Đấy. Xong rồi cho nước đổ vào. Và gia vị ra. Ăn hết rồi. Mua lòng về. À, ăn thử miếng xúc xích đi anh ơi. Làm cái xúc xích đi xem nào. Tao ăn lòng là điểm ngon. Xem xúc xích mini bé tiêu tiêu này xem là không ngon không. Em mua ở đâu ấy? Lòng già là đủ. Húc xích thì ăn vẫn giống như kiểu húc xích ăn lẩu bình thường á. Đúng rồi. Tại vì húc xích nó đặc trưng riêng mà. Ngon. À đấy, quên. Rau. Đấy. Nồi thắng cố. Rau này là rau của vườn mọi người ạ. Rau của nhà mai ca. Mình sẽ đặt tên cho nồi này là gọi là nồi thắng cố. Thắng cố gia đình. Thắng cố Cường. Giống quán thắng cố Quanh ở trên Sapa. Hay tao mình mở một gọi là một quán ăn. Mọi người nghĩ là anh em mình nên mở một quán lẩu nướng ở dưới Hà Nội không? Đúng rồi đấy. Mình quá ưng luôn. Mọi người có ủng hộ anh em mình không? Nếu mà ủng hộ thì comment vào bình luận. Anh em mình đang làm một quán, không biết mọi người có ủng hộ không? Em mình thấy làm ngon, đẹp, giá rẻ nhất cái Hà Nội luôn, nhất định Bắc Bộ luôn. Ngon bổ rẻ luôn nhá mọi người nhá. Anh em mình đang có ý định là sẽ mở một quán nướng ở dưới Hà Nội. Nhưng mà không phải là do anh em mình nấu, mà sẽ có đầu bếp này, có tất cả nhân viên phục vụ từ A đến Z luôn cho mọi người nhá. Anh em mình chỉ xuống gọi là đứng đấy chơi và gọi là tìm kiếm những cái đồ mới cho mọi người thôi. Đi trải nghiệm quanh Hà Nội để thu hút hết những cái món ngon gì thì vào quán mình nhé. Nhưng mà rất tiếc một điều là từ năm ngoái đến năm nay anh em mình chưa thực hiện được. Đó là tại vì cô ý ở bên nước ngoài về. Trung Quốc, nước ngoài gì? Thì Trung Quốc là nước ngoài à? Cô ấy không cho mình làm. Mình không biết cãi cô ấy thế nào. Tại vì cô ấy không ai cãi được cả. Cô ấy mang một tên gọi là Vít. Cô đấy rất là mạnh. Cô ấy chuẩn bị đe dọa đến cả mạng sống của anh em mình. Tại vì cô ấy đã lên gần đến đất anh em mình rồi. Em đến rồi đấy chứ. Sợ Covid. Ai chứ Covid thì sợ. Chứ không á, anh em mình đã mở cái quán nướng đấy lâu rồi. Quán nướng cực kỳ tuyệt vời luôn đấy. Xong anh em mình nhớ mà mở thì Covid đấy mà lôi anh em mình đi gọi là một nghề nghiệp là ở ống cống. đi xin ve chai, nhặt ve chai. Tại vì Covid thế nên là anh em mình không mở được quán nướng. Nếu mà mở được quán nướng nhá, mọi người nhìn này, lòng đà điểu này, lòng lợn bản này, anh em mình sẽ gọi là lấy toàn những cái đồ ngon xuống quán nướng đấy để ăn, ăn cho mọi người thưởng thức lẩu nướng nhá. Mọi người thường hay sợ nhất là đi những quán lẩu nướng mà lòng là không được sạch và những cái đồ ăn không được, không có xuất xứ, nguồn gốc xuất xứ ấy. Anh em mình sẽ thuê vua đầu bếp về nấu. Anh em mình làm thì gọi là rõ nét luôn, nhưng mà thôi đấy chỉ là gọi là cái thai nghén thôi, nhưng mà chết bố. Ý tưởng thai nghén chuẩn bị sinh ra thì bị Covid giết chết. Rồi anh em tạm hoãn đã. Cắt đôi cho em đấy. Không gian ngon nhỉ? Ngon. Tuyệt vời nhỉ?